thích nghe nhạc trap. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen, cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô và chồng mà em kia rất là ghen, tóc thốt lên là đem. Cô ấy cứ có mút nó như là kem, cô cứ cuốn lấy ta như là nem. Vỗ một phát cô ấy kêu lên là slash. Ok, cô ấy thích tạo clone, tự PR để follow lên cao hơn. Cô ấy dùng để chỉ tao nghĩ tao non, gì tao mày quá phương hay sao. Cô ấy thích bạo mồm, mấy con anh chỉ còn méo hết cả hôn. Tao chỉ gặp cô ấy đúng một hôm, cô ấy ướt đến mức tao tưởng là nôm. Ôi giời, anh biết là hôm đó em rất mệt, nhưng mà anh biết là chắc chắn em muốn phệt. Anh là vị thí sinh đang thưởng thức cái sắc đẹp, những bộ phận này khiến anh mắc kẹt. Anh là vô địch sân đất nệ, cổng vào xem bắt đầu của em chắc hẹp. Tham quan nội thất mắc đẹp, năm ngón tay anh vô địch khi nó sắp xếp. Thích nghe nhạc trap, cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chán làm fan. Cô bảo chồng em kia rất là ghen, tao thốt lên là đem. Cô ấy cứ cũng muốn nó như là kem, cô cứ cuốn lấy ta như là nem. Cô một phát cô ấy kêu là slap. Ok, em yêu tên là Zach Birkin, em yêu tên kêu Richard Millet. Em yêu nghe nhạc hay là phải talking, em yêu thích cầm vô lăng của Rare. Chân em Dior, hồn nạm đá, khi em bước vào store shopping không cần nhìn ra. Khả nó và giỏ, em mua lương cái chai và không thích thì em bỏ. Thì chơi TikTok và selfie, em thích tập gym và nâng healthy. Không thích nấu nướng, không thích dọn dẹp, em thích ra đường ăn ngon mặc đẹp. Sao em đi spa, tối em đi club, chiều làm được ca. Để đêm rồi nằm sớp, cho em sức lấp lánh như đèn pha. Em làm anh xúc xích như biến thể Delta. Là bi a phăng, anh phăng đi bị cầm văng ba băng. Mông nó chẳng băng như trăng, bỏ đi em đa năng, biết anh mình muốn ca lăng. Có những người không đăng bởi vì, đã bao bao giờ ngày căng. Mình từng người đơn non như măng, ta đập cho hương giang, sao ta còn đang dưỡng xăng. Nghe mày vừa mới biết tao bảnh bao, tìm vào tập Facebook lại ảnh tao. Nhưng mà chỉ biết tao phê cảnh cao, giả bộ mày mới biết tao chảnh sao. Sập vào lực cùng đi cảnh cao, nhìn chân nhà nó ảnh ao. Chạm vào tông cùng như mảnh dao, thùng giờ là còn phát sảnh. Wow. Nghe nhạc chưa, cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô ấy trông mẹ em kia rất là ghen, tao thốt lên là đêm. Cô ấy cứ cũng muốn nói như là kem, cô ấy cứ cuốn tay như là nem. Vũ hoa phát cô ấy cứ để là xe, tao thốt lên là đem. Ok, 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 thốt lên là đem. Ok, 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 thốt lên là đem. Okay.